Rồi ok Tiếp thì anh chào mọi người đi, good morning anh lần nữa, good morning tất cả mọi người. Ê, luôn. ở Việt Nam là tối rồi chứ, Việt Buổi Nam tối là rồi, tối, đúng bây giờ là rồi, tối, quên quên, 8 rưỡi rồi rồi. ok, chào tất cả mọi người ở Việt Nam, mọi người ở dưới diễn đàn ha, chào anh Phượng, rồi anh Phượng chào mọi người đi, rồi chúng ta nói chút xíu, hôm nay mình nói về đề tài gì anh Phượng? Tôi thấy chào tất cả mọi người, chào anh em bên Việt Nam, chào Nguyễn Đức, chào Tây Nguyên, chào Phương Thoa. Tôi nghĩ hiện tại bây giờ đó, tôi thì thực sự là mình ít có bao giờ mình dám bàn cái chuyện ở Việt Nam, cái này mình nói thật, Đúng rồi, đúng tại rồi. mình quả đó mình không có bàn. Nhưng mà tôi nghĩ ngày hôm nay anh em mình có thể nói thêm hai chuyện đó. Hồi sáng thì tôi mở cái mạng ra thì tôi thấy anh nói là hôm nay tôi cũng thấy mình có nói một cái chuyện là cái tội phạm ở Việt Nam, cái tội ác Việt Nam. Đúng rồi. Nên là cái tội ác Việt Nam thì cái điều đó, đó là mình hiểu, mình thích nói là tại vì mình đó là cái việc đó, là mình làm từ ở đất trên đất Mỹ này từ năm 1995 đến khi tôi về hưu năm 2000, năm nào 3 4 năm về trước. Đấy là cái việc tôi làm mỗi ngày, tôi làm hai mấy năm mà tôi làm việc tội phạm trên đất Hoa Kỳ, ở trong nhà tù, ra nhà tòa, trên đường phố, mình biết rất rất nhiều. Đó là một cái chuyện mình có thể nói được về cái suy nghĩ của mình về về tội phạm. Còn một điều thứ hai nữa là hôm nay mà tôi nghĩ là tôi muốn nói về cái lịch sử, mà cái chương trình Bộ Quốc gia Giáo dục Lịch sử hồi sáng này anh mới nói là họ cho một cái chọn lựa là môn lịch sử từ lớp 10 trở lên hay là thế nào á, là sẽ được biến thành Môn tự chọn. môn tự chọn. Thì cái điều đó mình có thể góp ý kiến của một chút, là tại vì cái lịch sử thì tôi không ai không biết, nhưng mà thiệt đó là con người tôi, là cá nhân tôi, là tôi rất mê lịch sử, đặc biệt là khi mà tôi đến Mỹ, và tôi rất mê lịch sử đặc biệt là của Việt Nam, và lịch sử có thể và tất cả những cái lịch sử gì mà nó có dính líu đến Việt Nam thì tôi rất là mê, và đến giờ này tôi vẫn còn đang mê mẩn về cái lịch sử Việt Nam. Thành thử ra với tôi lịch sử là một cái điều gì mà tôi thích thú, là những cái bộ một 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 cái bộ môn mà tôi thích thú nhất trong cái bộ môn khoa học. Thì đấy là cái sự suy nghĩ của mình sáng ngày hôm nay. Vâng thì tôi thì cũng giống như anh thôi, nhưng nó có bởi vì mình biết lịch sử thì mình mới hạ mạnh việc một lịch sử hào hùng, cho nên mình mới mạnh miệng mình phản bác lại những cái mà mình có cái cảm hứng, à nó hẳn là có cái cảm hứng để mà mình phản bác lại những cái luận điệu sai trái của những cái người mà chống phá. Nó một cách khác cũng nhờ lịch sử mà tôi và anh mạnh dạn lên để mà nói đi nói lại những cái mà những kẻ mà chống phá sai hoặc là xuyên tạc về Việt Nam. Nó nói một cách khác chăng nữa là có nghĩa là cũng nhờ môn lịch sử mà tôi với anh mạnh dạn mà lên những cái diễn đàn như vậy, nó hẳn là như vậy. Bởi vì mình không biết lịch sử thì mình không thể nào mình nói được cái gì cả ra, nó hẳn là như vậy đúng không? Thì ok thì tôi mới viết một cái status trên, tôi đăng trên cái tường Đúng nhà rồi. tôi á, thì có Đúng nghĩa rồi. là nếu mà các người ngài mà bỏ cái môn lịch sử đi không cho học hoặc là học tự chọn thì cũng giống như cái người phá bỏ cái bàn thờ của gia đình mình, tại vì anh không biết tổ tông, anh không biết cả anh không biết anh sống trong nó thuộc cái dạng Mỹ hóa hoặc là châu Âu hóa rồi, có nghĩa là nó đẻ ra anh chưa biết, nó ăn rồi nó đi rồi thôi, không biết nguồn gốc, cái điều đó rất là sai. Tôi nghĩ là vậy thôi, Đúng rồi đấy. mình cũng không dám ở đây á, Ừ. thì mình nói một chút xíu là về cái chỗ là ở đây là cái hội đồng bộ giáo dục của Việt Nam và những cái chuyện trong nước thì mình cũng không nói, mình không làm bàn Đúng. tới, mình chỉ nói một Mình cái không biết. điều là mình chỉ khuyên mình nên giữ lại môn lịch sử, bởi vì môn lịch sử đối với những người nước ngoài giống như bọn mình nó rất ư là quan trọng, nó không tụi mình không ở trong nước và con em mình cũng không ở trong nước, mà mình muốn con em mình biết về Việt Nam mình là phải đi học lịch sử, có nghĩa là nó phải đi tìm tòi, nó nghiên cứu, nó đủ trò để đất đất nước Việt Nam, đất nước của cha ông nó như thế nào, nó phải đi tìm tòi, nó học môn lịch sử. Cái điều đó là nếu mà nên xét lại và nghĩ lại,
mình chỉ nói vậy thôi chứ mình cũng không dám bàn làm bàn, là bởi vì đây là quyền quyết định, là quyền quyết định của chính phủ Việt Nam chứ không phải quyền Đúng bầu của đúng. mình đó. Ok, thì mình cũng có mấy lời như vậy. Thì tôi ví von một cái điều giống rất đơn giản thôi: nếu anh bỏ môn lịch sử để cho học tự chọn, nói kiểu là không bỏ hẳn nhưng mà chưa tự chọn cũng không được. Anh nhớ ngày xưa mình đi học không, cái môn lịch sử là cái môn học thuộc lòng, Đúng học thuộc lòng, học rồi học anh thuộc biết. lòng chứ không phải Đúng kiểu rồi. như mà học chuyên khoa đó đó. Đúng rồi. Vì chỗ đó ra tôi chỉ yêu cầu là cái điều là nên Bộ Giáo dục xét lại và cho tất cả mọi người con em của những người kiều bào hải ngoại có một con đường để mà đi tìm hiểu lịch sử Việt Nam mình, tìm sử đất nước cha ông của mình hào hùng như thế nào đó. Cái này mình chỉ nói sơ vậy thôi chứ còn cái chuyện này là Dạ. quyền quyết định, là quyết định của Bộ Giáo dục của Việt Nam mình. Ok thì được rồi, thì mình tiến tới cái gì anh muốn nói. Khi mà câu chuyện mà học lịch sử ở trong trường học á, nó biến thành là cái bộ môn mà chọn lựa, thì ngay lúc đó là tôi đã thấy nó kỳ kỳ rồi. Là tại vì cũng như anh nói đó, học lịch sử là cái học về 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 con người, học về ai, mà học về bố mẹ mình, học về ông bà mình, học về tổ tiên mình. Đây là cái kết quả rõ ràng của một sự giao thoa của một sự giao thoa của giữa hai nền văn hóa, là cái nền văn hóa Hoa Kỳ nó đã ảnh hưởng đến cái nền văn hóa Việt Nam. Thì tại vì cái lịch sử Hoa Kỳ nó thực sự ra thì nó rất là hào hùng, nhưng mà quả thực ra nó rất là ngắn đấy, chỉ có mấy trăm năm, 300 400 năm thôi. Kể từ ngày mà họ lập quốc đến bây giờ là 400 năm, 500 năm, đến bây giờ tới ngày quốc gia họ độc lập được 200 năm, hai trăm mấy chục năm thì quốc gia cái lịch sử đó là nó rất là ngắn, ở một cái dạng trạng thái nào nó rất là sinh động, nhưng mà thực sự ra thì nó cũng rất là nghèo khó. Thế là mà cái người Việt Nam của mình á, cái người Việt Nam của mình ở trên đất Mỹ bây giờ là rất là đông, hơn 2 triệu mấy người, thì là cái ảnh hưởng về văn hóa, ảnh hưởng với sự suy nghĩ, ảnh hưởng về cái tín ngưỡng, là ảnh hưởng về Việt Nam rất là nhiều. Tôi nghĩ cái hành động á, mà nói mang cái vấn đề sử sử sách này ra rồi áp dụng cho học trò, nói là từ lớp mấy, từ lớp 10 hay lớp gì đó, chọn lựa muốn học thì học, không học thì thôi, thì đó là tôi nghĩ là họ đã quyết định đó. Thì và tôi với tôi đấy, tôi nghĩ đó là điều rất là đáng tiếc. Tại vì với tôi đó, một tuần đó, mà mình học một tuần mình bỏ ra 1 tiếng, bắt học trò bỏ ra 1 tiếng học sử, thì tôi nghĩ đó là một cái điều mà nó đâu có gì đâu mà nó quá đáng, đâu có làm cho người ta ngu thêm đâu, đâu có làm người ta dại dột gì đâu. Mình có một tuần mình học bao nhiêu giờ, 40 giờ, mà một chỉ cần có 1 giờ học lịch sử thôi. Và học lịch sử đó là mình học về con người của mình biết bố mẹ mình là ai, ông bà mình là từ đâu đến. Mình biết một điều đó là ông mình không phải từ là trên trên trời rơi xuống, cũng không phải là dưới đất lỗ lẻ nó chui lên. Đó, tôi cắt lời tôi xíu chỗ này. Cái lịch sử của nước Mỹ á, nó ngắn và nó đồng ý, nó có sinh động và nó có những cái, bởi vì nó là một 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 đất nước đa chủng tộc, nó khác hơn ở Việt Nam mình. Đất nước mình Việt Nam mình nó cội nguồn, nó có cội nguồn và nó có những cái truyền thuyết về huyền sử, nó rất là đẹp, anh hiểu tôi nói không? Và nó có 4.000 năm mà đất nước mình nó có một cái chỗ này, có nghĩa là hầu như từ khai thuở mà ngày xưa mà dựng thành đất nước Việt, đại cổ Việt của mình đó, cho tới ngày bây giờ hầu như chúng ta đều chống ngoại xâm. Nó có cái chỗ đó anh, có nghĩa là gì, cái đất nước Việt Nam mà nó có một cái rất là hay là ở cái chỗ là mình là một chủng tộc chứ nó không phải là đa chủng tộc, nó khác hơn Mỹ chỗ đó. Và nó cội nguồn, nó có cội nguồn, và nó có một cái mà mình rất là tự hào là suốt chiều dài lịch sử Việt Nam mình chuyên môn là chống, không chống ngoại xâm, chống tùm lum chống 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 Tàu, là chống Pháp, rồi chống Mỹ, rồi chống Nhật, rồi nói chung là chống tất tần tật là đều chống,
và nó hay ho ở chỗ là cái quyền sử nó làm cho con người lịch sử bà Âu Cơ để trăm trứng này kia nó thuộc về cái dạng con của dừa, nó là huyền thoại rồi, và cái bộ môn lịch sử Việt Nam mình rất là hay. Nhớ ngày xưa chúng ta hồi thuở anh và thuở tôi đi học là cái môn lịch sử là bắt buộc mà đi phải học thuộc lòng, học thuộc Phải lòng rồi, nha, học thuộc tất lòng chứ nó không nhiên phải cái học qua loa, rảnh mà gì không phải là không phải là giấy nghĩa để hiểu, không có ngày nào vô trả bài mà không học mà không thuộc bài là cô quýnh chết mẹ, còn là thầy gõ thế gõ thước nhớ bằng tay, đưa bằng tay ra nó quất sưng tay luôn đó. Cái thời là cái thời xưa còn phong kiến nó là vậy. Bây giờ thì Việt Nam giống như châu Mỹ châu Âu, có nghĩa là cô giáo thầy giáo không được quyền đánh học trò rồi hạ nhục học trò hay là bạc tai học trò này cái. Chứ ngày xưa anh mấy là mỗi lần mà vô vào lớp mà không thuộc bài là sợ lắm, anh ơi sợ kinh khủng luôn, bị thước khẽ rồi ác lắm, thước rồi đưa tay ra quất, rồi còn không là chơi chung bàn tay rồi quất, trời ơi nó đau rất là đau. Nói như vậy để mình hiểu là cái nó có một cái tầm vóc rất là quan trọng. Cũng giống như tôi mới viết cái sơ tước, nếu mà bỏ cái môn học lịch sử thì nó cũng giống y chang như là anh phá bỏ cái bàn thờ của nhà anh vậy, có nghĩa là đúng đó. anh không biết tổ tiên, anh không biết cái gì hết, anh chỉ biết sống ngày nay, ăn xong rồi chết, chết xong rồi ăn xong rồi chết, không có cái sự dính líu vào cái sự dính líu về gia đình rồi về xã hội rồi về mất tất cả. Thì mình chỉ nói một cái câu là mình nên đề nghị nên xem xét lại và giữ lại tình trạng như cũ, và phải là chính thống giống như anh Võ Trọng Cung anh nói, có nghĩa là khi anh đi thi quốc tịch Mỹ thì trong 100 câu hỏi đó nó hỏi rất là nhiều về công môn lịch sử của nước Mỹ, mà anh hiểu nước Đúng rồi. Mỹ, anh học lịch sử nước Mỹ thì anh mới vô tiếp, anh mới tiếp xúc đến cái xã hội nước Mỹ được đó, nó là như vậy. Đúng Thì ok cái mình nói sẽ mình còn nói thêm một tí nữa là không phải ai cũng yêu sử cả, mình nhưng biết mà không phải tất cả những học trò đi học là nó đều thích môn sử cả. Nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà đứa học trò mà nó thế này, mình nói là mỗi lần mình mở miệng ra mình nói cái tên của mình, nói tên tôi họ Nguyễn, anh ấy, anh Cầm Nguyễn, tôi Nguyễn Phượng nhé, thì nội mà cái tên của mình không, nội có họ Nguyễn của mình không, là nó dính líu đến bao nhiêu người rồi có các cái bạn. chuyện này hay lắm nè. Khi ngày xưa đó mà mình qua Mỹ á, cái này mấy chục năm á, thì mình đó nó lúc mà khi mà bà làm mà thi quốc tịch á thì nó mới hỏi mày hỏi gì để mình ghi ghi cái đơn để mấy cho bên Mỹ á, thì thằng Mỹ nó mới nói ê cái họ của mày là popular đồ, cái họ Nguyễn á là Đúng rồi, popular đấy đúng rồi, đó. thì nhân nhân cái dịp này đó, thì giờ mình nhắc lại cái anh em của mình đó là cái, một cái kết quả mà rất là đặc biệt, rất là rõ ràng hiển nhiên khi mà con người mình rốt xử rất là đặc biệt, rất là rõ ràng. Mình nhìn cái cách sinh hoạt của anh em chúng mình ngoài này, anh em cờ vàng của mình chúng mình ngoài này đó, thì mình ở trên đất Mỹ này này, ở trên đất Cali này đó, thì anh sẽ hiểu là họ cái về cái vấn đề mà sử sách của họ rất là dốt, sử sách bình Đúng thường nó rồi, dốt là dốt họ không biết dốt gì cái hết. sử cận đại, dốt cái sử cận đại này, cái sử hiện tại bây giờ này. Cái dòng sử của họ nó họ chỉ biết đến năm 1975 thôi, từ năm 1975 đến năm 2022 coi như là cái đầu nó không có biết một cái gì cả. Đó là cái mà cái hậu quả hiển nhiên đó, của cái hành động mà dốt sử. Nó không phải tất cả những lớp học trò nào nó cũng phải phải nó thích, mê thích sử, mỗi một con người nó có một sự mê thích khác nhau, nhưng mà có những điều mình phải học, phải làm, Đúng rồi. phải dạy. Đến chi dạy là một đứa trẻ con đó, mà nó muốn lớn thành người ấy, thì đầu tiên nó phải biết đi biết đứng. Tôi nghĩ là cái lịch sử là coi như là những cái môn căn bản để mà Căn thành một bản con người. đúng. Nó chỉ cần căn bản thôi, một tuần học một giờ, nếu một đứa nào học giỏi hay không giỏi, hệ số của nó tính thế nào mình không biết, nhưng mà tôi nghĩ là cứ một tuần, đến đặc biệt là cho những đứa trẻ con mà nó lớn lên trước khi mà nó tốt nghiệp trung học, nó vào đại học, thì là tôi nghĩ là một tuần nó phải bắt phải học trò phải học một giờ, đặng mình biết mình là ai, đặng đặng mình biết là mình là ai, mình có được ngày hôm mình ở đây ngày hôm nay thì là ngày là nó từ đâu ra. Mình có năm 2022 thì là trước năm 2012 mình là ai, năm 2002 là ai, thì để cho mình một cái kiến thức căn bản
để mình là người thôi, chứ chẳng phải mình là mình học lịch sử để mình làm ông người làm chủ nhà hàng hay làm chủ nhà băng hay là làm chủ khách sạn hay là làm chủ một cơ sở, không phải. Mình học lịch sử để con người là thế nào, con người ở trong lịch, ở trong cái xã hội đó Đúng rồi, thì chứ đấy. tôi đúng rồi, thì cái chuyện đó là mà tôi thêm ra là hơi thiếu tiếu một chút. Ê, tao là họ Nguyễn nha, mà đụng tới tao là mày biết, mày biết vua Quang Trung Nguyễn Huệ của Việt Nam không? À, mày rồi mà đụng tới tao là mày chết rồi nghe, chết rồi nghe. Rồi quan trung nó có những cái giai thoại mà lịch sử Việt Nam mà cùng họ với mình không dám, mình nghe mình không dám, nhưng mà mình đâu, mình dựa hơi ổng nghe. Ê, đồ ông quan trung Nguyễn Huệ là ông tổ tao đó nghe, là chết đó nghe, đồ là vậy đó, mình cũng có cái sự tự hào anh đó, đúng rồi. mình nói thêm một chút là thì cách đây còn chừng hai mấy năm đó, tại Hàn bên Hàn Quốc họ cũng làm chương trình như vậy đó, họ cũng sửa đổi lên chương trình giáo dục như vậy, mà tôi biết là tại vì họ làm như vậy đó, họ ngày xưa trước mình đó là Hàn Quốc, sau rồi rồi giờ đến mình thì mà họ làm, mà chúng mình phải làm như vậy là tại cái ảnh hưởng của văn hóa Hoa Kỳ ấy. Thực sự là văn hóa Hoa Kỳ đó, cái lịch sử của họ coi cũng nhẹ 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 lắm chứ không phải nhà đâu. thôi, không có cái gì gọi lại, tôi thấy không Đúng có cái rồi đó, gì gọi thì mình hiểu tại lại. sao như vậy thì nó mình cũng biết, nhưng mà đại khái là mình biết như vậy. Nhưng mà bây giờ mình nói thêm một chút về cái lịch sử Hàn Quốc đó, về về cái chương trình giáo dục Hàn Quốc đó, thì cách đây 20 năm Hàn Quốc họ cũng làm một cái chương trình như vậy đó, bắt học trò như vậy đó, là để lịch sử cho học trò là biến thành một cái môn tự chọn. Cái chương trình nó À, tôi cắt lại chút đấy xíu là cái này, nếu bên mà Hàn mình Quốc đây. không nói bây giờ á, thì sau này học sinh Việt Nam mình mẹ nó nhớ toàn là đời 46 vị tổng thống của nước Mỹ, cho nó chẳng biết Nguyễn Huệ là, nói một cái câu thật lòng, có nghĩa là cái đường hướng này tôi cảm thấy nó bị cái lịch sử Việt Nam nó bị xúc phạm, nó thẳng là vậy. Và tất cả những cái đầu, những cái người mà đang xúi bỏ những cái môn học lịch sử này ra, thì tôi cảm thấy là mấy ông hướng về vấn đề thân phương Tây nhiều quá, và có thể học sinh sau này nó chỉ biết là Kennedy rồi Nixon rồi kiểu là Obama với lại rồi Biden với lại Donald Trump, không chắc chắn biết Nguyễn Huệ là, nó thẳng vậy vậy. Và Tôi nghĩ là đúng rồi, anh nói đi, nhưng mà tôi thấy hơi hướng đúng, mấy câu này là như vậy. cái chương trình bây giờ mình trở lại cái chương trình giáo dục của Hàn Quốc về ở trên cái góc cạnh là biến sử thành một một môn bộ môn tự chọn, thì năm 2001 hay là 11 họ áp dụng, anh biết không, họ áp dụng 10 năm đến khi mà sở công an, sở an ninh á, nha an ninh của công an cảnh sát của Hàn Quốc đó, họ mới đi khảo sát thì họ nói họ thấy là học trò nó lớn lên ở trong cái giai đoạn đó, nó không biết gì về trách nhiệm của nó đối với nước Đại Hàn cả, nước Hàn Quốc cả, Một nó cái đã áp nỗi dụng rồi ở bên Hàn Quốc, nó biến thành một con người rất là vô trách nhiệm anh. Những cái đứa học trò Hàn Quốc mà sống ở trong cái giai đoạn cải cách học giáo ở dục trong cái đó giai đoạn mới đây, 2001 hay là thế thôi, 2011 gì đó, thì bây giờ nó chỉ tức thờ là phương Tây, nó chỉ ôi yêu chuộng đất nước Mỹ và yêu chuộng đất nước phương Tây thôi, mà nó chẳng nó biết lịch sử Hàn Quốc đi mẹ gì cả tại vì đó, nó là không thích học, đúng nó mà không thích đúng học, thành sao thử là không phải đứa học trò nào cũng vậy, nhưng mà có rất nhiều đứa học trò nó đúng. không hiểu gì cái lịch sử của Hàn Quốc cả, nó không hiểu gì là Hàn Quốc bây giờ hiện tại tại sao phải đi chia cắt, lý do tại sao người Đúng Mỹ rồi, lính Mỹ ở nè căn bản vậy, anh biết không, nó áp dụng cái chương trình nó 10 năm, 10 năm nhá, Hàn Quốc nè, Hàn Quốc đó đó của là Việt cái Nam gương, đó là cái gương trước 10 mắt. năm, 10 năm đến bây giờ đó là nó phải quay trở lại cái chương trình cũ của nó, học là bắt không phải giải quyết cái chuyện mà học lịch sử mà để biến thành cái môn tự chọn, cái chuyện là ngay trước mặt, cái gương trước mắt là Hàn Quốc đó. Đó, đúng rồi. Cái chính sách của Bộ Giáo dục Việt Nam bây giờ họ đã áp dụng rồi thì họ phải áp dụng, nhưng mà tôi cả quyết mang Việt Nam mình nó sẽ rút ngắn lại, không
họ sẽ không có để 10 năm mà để mà họ sửa lại cái chương trình này đâu. Họ chỉ cần 5 năm thôi là họ sẽ biết. Là tại vì rõ ràng là Ngay tội bây phạm giờ, nó sẽ đúng rồi, ngay bây giờ hơi hướng của học sinh hoặc là những người mà trẻ tuổi ở Việt Nam nó vẫn có một cái gì đó mà nó ao ước về việc cuồng vọng ngoại, mà từ lâu rồi mình cũng đã nói là vọng ngoại, vọng Mỹ, vọng châu Âu, vọng Pháp, vọng Anh, vọng nước đại khái vậy họ. Và cái nếu mà áp dụng cái phương pháp này sớm đó, cái người Việt Nam mình nó sẽ nói một cách khác, là nó quên mẹ nó, ông cha nó là ai luôn.